Hello và xin chào tất cả các khán giả khi Coding T Channel. Ngày hôm nay thì mình đi siêu thị và phát hiện thấy là Mino đã có cái thẻ mới, thẻ mùa mới các bạn ạ. Với cái slogan là có chí thì nên. Đây, các bạn có thể nhìn thấy. Mình đã mua về 5 vỉ để review chi tiết cho các bạn xem. Bây giờ thì cùng mở nhé. Thì các bạn nào mà thích uống sữa Mino ấy, thì cũng biết rồi, cái sữa này là một cái loại sữa mà người ta sẽ có một cái kiểu thẻ thiết kế riêng của họ. Không phải là những thẻ anime, cũng không phải là những thẻ kiểu siêu anh hùng hay cái gì cả. Họ sẽ lấy những cái nhân vật của riêng họ, và tất cả đều liên quan đến thể thao. Thì từ xưa đến nay thì sữa Mino đều lấy những cái câu slogan hay là những cái hình ảnh của những cái bộ môn thể thao như là bóng đá, cầu lông, bóng rổ. Đây, các bạn có thể nhìn thấy như trên hình này. Đó là về sữa Mino, không giống như những loại sữa khác. Thẻ thì mình cảm thấy là khá là dày đấy. Và không biết là mùa này thì có những cái chương trình gọi là đổi thẻ lấy quà hay không, thì chúng ta cùng xem nhé. Rồi, mình đã lấy xong 5 cái thẻ. Bây giờ sẽ review cho các bạn xem chi tiết này. Đầu tiên chúng ta có một cái tuyển thủ Stan C, linh hoạt. Năng lượng là 7500 và ý chí là 7200. Đây là một tuyển thủ cầu lông nhé các bạn. Có chí thì nên. Và mặt đằng sau, như vậy là có đổi quà nhé các bạn. Chúng ta có 6 thẻ Mino thì đổi được một túi năng động. Đây. Và 18 thẻ Mino thì sẽ đổi được một áo khoác thể thao. Rất là chất đây. Sưu tầm ngay. Cách thức đổi quà. Đổi quà tại các cửa hàng bán lẻ và điểm đổi quà trên toàn quốc. Các bạn có thể tham khảo danh sách các điểm đổi quà và thẻ lệ chương trình tại website. Chương trình diễn ra từ ngày 15 tháng 9 và kết thúc thẻ đổi quà vào ngày 15 tháng 12 năm 2023. Số lượng quà có hạn và có thể hết trước khi chương trình hết chương trình. Nếu một trong hai loại quà hết trước thời hạn khuyến mại thì khách hàng vui lòng đổi loại quà còn lại theo thẻ lệ. 6 thẻ thì đã đổi được một cái túi này rồi. Và hôm nay mình đã có 5 thẻ rồi các bạn. Đấy, mua thêm một vỉ nữa thôi là được rồi. Tiếp theo chúng ta có tuyển thủ Ping, nhanh nhạy. Tuyển thủ này thì là năng lượng 8000, ý chí 7200 và đây là một tuyển thủ môn bóng bàn. Và cũng như vậy thôi. Thẻ thứ hai. Cái thẻ này thì khá là dày nhá. Đây mình sẽ cho các bạn xem, nó khá là dày. Nó cũng chỉ là bằng giấy thôi, giấy cứng chứ không phải là nhựa. Tiếp theo chúng ta có tuyển thủ Flexi. Sáng tạo. Đây là bộ môn thể dục dụng cụ. Năng lượng 6800 và ý chí 8200. 6800 và 8200. Mỗi một thẻ này thì sẽ là một thẻ đổi quà. Tiếp theo là tuyển thủ Rider, bền bỉ. Tuyển thủ bộ môn lướt ván. Và cuối cùng là Tracy, hăng hái. Đây là một tuyển thủ trượt ba tanh. Năng lượng 7800, ý chí 8000. Còn Rider là 7800, ý chí 8500. Ok, như vậy là mình đã review xong cho các bạn thẻ sữa Mino mùa mới. Thẻ rất là cứng và mình thấy là thiết kế thì cũng gần giống như những mùa trước. Không biết là còn những cái tuyển thủ nào không, mình nghĩ chắc sẽ phải có tuyển thủ bóng đá rồi bóng rổ các thứ. Đó, thì bạn nào yêu thích cái thẻ thể thao của sữa Mino thì hãy nhanh tay nhé. Ra ngay siêu thị hay những cửa hàng tiện lợi để mua và đổi quà. Chỉ cần 6 thẻ thôi chúng ta đã đổi được một cái túi có chí thì nên này rồi. Có thể được cặp sách, đựng sách vở cho các bạn đi học. Mình thấy rất là tiện và cũng rất đẹp nữa. 18 thẻ là đổi được một cái khoác rồi. Thì các bạn nhớ nhanh tay nhé. Và video của mình đến đây là kết thúc. Nếu thấy đừng quên để lại cho mình xin một like cũng như một đăng ký kênh ủng hộ cho Adin T Channel nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.